Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Cảm ơn tất cả những binh lính của ta. Hôm nay chính là một ngày vô cùng trọng đại. Ác quỷ quần đùi hồng Phong Cận ta đây sẽ phải đến với thế giới loài người để có thể trừng trị cho bọn loài người một bài học, để cho bọn chúng biết thế nào là sức mạnh của ác quỷ. Cảm ơn tất cả các người hôm nay đã đến đây để tiễn ta. Thôi được rồi, các ngươi cứ về nhà đi. Ta sẽ gọi là đem tin tốt về cho các ngươi. Ta sẽ xâm chiếm thế giới loài người và đem gọi là thịt của loài người về đây cho các ngươi một bữa no say. Yên tâm đi, ác quỷ Phong Cận ta đây sẽ không làm các ngươi thất vọng đâu. Ta đi đây, tạm biệt. Cảnh cộng địa ngục đã mở ra rồi, ta phải đi thôi. Cuối cùng thì ta cũng đã thoát ra khỏi địa ngục rồi. Ủa, đây chính là gọi là thế giới của con người hay sao? Trời trời, cái gì đâu mà sao mà xung quanh toàn là hoa đồ cái kiểu, nhìn thấy ghê ấy mồ à. Cái gì đây, nhà rồi xanh đỏ tím vàng, trời ơi tùm lum màu hết trơn á trời. Màu ở dưới địa ngục vẫn là đẹp nhất, nhìn cái thế giới gì đâu mà nhìn thấy ghét. Ta sẽ tiêu diệt hết cái ngôi làng này mới được. Nhiệm vụ mà cha ta giao cho ta, đầu tiên là phải tiêu diệt gọi là một cái ngôi làng nào đó. Chắc là ngôi làng này được nè, phù hợp với ta đó. Ta sẽ tiêu diệt cái ngôi làng này. Ở bên dưới kia có cái tên gì vậy? Trời, cái tên gì đâu mà nhìn gọi là trắng từ đầu đến chân vậy, nhìn thấy ghê. Từ từ để mình quay qua nó thử coi cái tên đó là ai vậy. Ê. Ủa, cái gì ai đây? Ê, cái gì? Ngươi không biết ta hả? Trời ơi trời, tính ra con nhỏ này không biết mình đó bạn ơi. Mình nổi tiếng ở dưới địa ngục như vậy mà nó không biết mình. Mình chính là ác quỷ quần đùi đẹp trai mà. Ê, con nhỏ kìa, ta chính là ác quỷ quần đùi siêu đẹp trai ở dưới địa ngục. Ngươi không biết ta? Ác quỷ quần đùi hồng à? Sao nghe tên lá lờ tôi có biết đâu. Cái gì? Cái gì? Không biết ta á? Mà khoan, tại sao ngươi cũng có cái cánh đằng sau lưng giống như ta vậy? Đâu, ngươi quay lưng lại coi. Ủa, tại sao ngươi có cánh vậy? Tính ra ta ác quỷ ta mới có cánh này, tại sao ngươi lại có cánh vậy hả? Rồi, tôi xin tự giới thiệu, tôi là thiên thần Sami. Tất nhiên thiên thần phải có cánh mà, đúng không? Thiên thần à? Mấy bạn ơi, lúc nhỏ mình sống dưới địa ngục thì cha của mình đã từng gọi là kể cho mình nghe về cái bọn thiên thần này. Đây là những cái tên gọi là thiên thần rất là yếu đuối, xấu xí, và đặc biệt hơn nữa là rất là đáng ghét luôn bạn ơi. Ác quỷ bọn mình rất là ghét gọi là thiên thần luôn. Hóa lần đầu tiên mình mới được gặp thiên thần là từ nhỏ giờ mình bao giờ được gặp thiên thần đâu. Hóa ra là thiên thần nhìn xấu vậy luôn hả? Cái gì? Trời ơi, nhìn tôi đẹp gần chết luôn nè. Tôi màu trắng nè, đó trời ơi, nhìn rất là xinh luôn. Còn nhìn ông giờ đang thụi lùi à, có hai cái sừng màu đỏ nhìn thấy ghét hà. Ê, nè nha, tính ra là ta mặc đồ nhìn đẹp trai này, ta còn có xấu muối nữa mà kêu ta xấu hả? Tính ra ngươi xấu thì có, mặc cái bộ đồ ở đâu mà nhìn trắng bóc, không có tí gì đặc biệt hết trơn á. Thôi, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Bây giờ nè, ta đến gọi là thế giới của loài người. Nhiệm vụ của ta là phải tiêu diệt cái ngôi làng này. Ta sẽ phá hủy ngôi làng này, cho nên là tránh cái ra đi. Tiêu diệt làng à? Không được, không được, tôi không cho nghe. Tôi là thiên thần, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cái làng này, hiểu chưa hả? Gì? Bảo vệ ngôi làng này á? Trời ơi, thiên thần yếu đuối như ngươi mà cũng đòi bảo vệ ngôi làng. Ta nói cho ngươi biết, bây giờ á, một là tránh ra, còn hai là ta sẽ giết ngươi. Nghe chưa? Không, tôi không có tránh ra thì sao? Anh định làm gì tôi hả? Trời ơi, ngươi nhìn ta, ngươi thấy ta là ác quỷ mà ngươi còn không sợ ta nữa. Cái tên thiên thần đáng ghét này, hãy xem ta đây. Úm bà là hố đen vũ trụ hiện ra. Ôi, quái gì vậy? Mấy bạn thấy chưa? Đó chính là sự trừng trị cho những kẻ nào mà dám chống lại thiên thần ta đây. Cái gì vậy? Chết cha, mình chơi chung với thiên thần xong rồi mình nói nhầm luôn rồi. Trời ơi, ta là ác quỷ. Trời ơi, cái tên thiên thần nghe xấu xí vậy, sợ nghe xấu quá. À trời, đó chính là cái kết cục cho những kẻ nào dám chống lại gọi là ác quỷ ta đây. Còn bây giờ thì tránh ra đi, ta đi đây. Ta sẽ đi kiếm coi xung quanh đây có chỗ nào để quậy phá không mới được. La 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 la. Trời đất ơi, thiệt tình luôn á, ngày hôm nay á mới bán bánh được 2 tiếng rồi mà bán được quá trời bánh luôn, mà giờ nè nhìn nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 viên kim cương luôn. Thiệt là hạnh phúc quá đi mà. Hey, ngày nào mà cũng được bán bánh đắt khách vậy á, chắc là mình giàu to luôn á trời.
Cuối cùng thì ta cũng đã tìm ra được một kẻ đang hạnh phúc rồi. Ta chính là ác quỷ, cho nên ta không bao giờ thích sự hạnh phúc hết. Ta thích nỗi buồn và tiếng khóc hơn là tiếng cười. Cái thằng nhóc này, hắn ta dám cười đùa trước mặt ta hả? Như vậy là không được rồi. Hãy xem ta đây thằng nhóc kia. Ôi, nghe, mày qua nhà nghe, hạnh phúc quá, Ủa gì vậy, ông là ai vậy? Cái thằng nhóc kia, ngươi nhìn ta mà ngươi không biết ta là ai sao? Xin tự giới thiệu với ngươi, ta chính là một anh chàng ác quỷ đẹp trai xấu muối, ác quỷ quần đuôi hồng. Hả? Ác quỷ quần đuôi hồng? Đúng vậy. À, trời đất ơi, nhìn ông lạ lạ vậy, tưởng đâu á, người đâu ai ngờ là mới bị lạc từ bệnh viện tâm thần ra đúng không? Trời ơi, vậy ba. Trời ơi, cái thằng nhóc này láo thiệt mấy bạn ơi, nó dám kêu là mình từ bệnh viện tâm thần ra kìa. Như vậy là nó không tin mình là ác quỷ bạn ơi. Ừ, cũng đúng ha, tính ra là mới gặp mình ai cũng đâu có tin mình là ác quỷ đâu. Tại vì đâu có con ác quỷ nào mà mặc quần đùi hồng giống như mình đâu trời. Nhưng mà không được. Cái thằng nhóc kia, bây giờ nha, ta cho ngươi được 3 giây xin lỗi ta. Nếu như ta đếm từ 1 đến 3, ngươi không xin lỗi ta thì ta sẽ cho ngươi thấy và sức mạnh của ta. Cái gì? Một thằng cô do đi ta mà phải đi xin lỗi cái thằng từ bệnh viện tâm thần ra như ngươi hả? Thôi đi về đi, tí bác sĩ tới kiếm đó. À, cái thằng này nó không sợ mình mấy bạn ơi. Như vậy là nó chưa biết được sức mạnh của ác quỷ quần đùi hồng phong cận rồi. Thôi được, bây giờ nè, ta đã cho ngươi cơ hội để xin lỗi ta mà ngươi cũng không xin lỗi, cho nên ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Hãy xem sức mạnh của ta đây. Ngươi làm gì? Ngươi làm gì ta? Hỡi thiên lôi ở trên trời, hãy nghe theo lệnh của ta. Hãy trừng trị tên này bằng cách cho hắn ta thấy được sức mạnh của sấm sét đi nào. Umbrasi bo. Đâu. Ôi, em xin lỗi. Xin lỗi hả? Nè, ta nói cho ngươi biết nha. Một khi ngươi đã làm cho ta tức giận rồi thì ta không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai hết. Bây giờ ta sẽ... Anh trai, em xin lỗi nè, em cho anh, cho anh kim cương. Anh trai, em xin lỗi. Kim cương á, nhà ta giàu lắm luôn á. Ta mà thèm kim cương của ngươi hả? Bây giờ á, ta chỉ thích ngươi buồn, ngươi khóc là ta vui nhất rồi. Cho nên ta sẽ đốt quán của ngươi luôn. Úm bà la. Anh trai, dừng lại đi bà. Chạy đi. Ủa, cái gì vậy? Tiếng khoai vậy? Ủa, sau lưng nè. Hỡi cái tên ác quỷ ngu ngốc kia, ngươi đang làm gì vậy? Ủa? Lại là ngươi hả thiên thần Sammy? Tại sao lần nào mà ta đi đâu cũng gặp ngươi vậy? Thôi, ta lần này ta không quan tâm đến ngươi đâu, ta đốt quán của tên này đây. Úp qua là! Úp qua là! Cái kia! Trời đất ơi, sao ngươi cứ gọi là giữa phá làng có xóm hoài vậy hả? Trời đất ơi trời! Ủa, quậy phá chính là niềm vui của ta mà, ta làm gì thì kệ ta. Chạy lên đi, chạy lên đi. Đừng ăn xì tốt. Cái gì? Bây giờ đợi tí. Ôm ba là hô biết trời mưa. Trời mưa ơi. Trời ơi, trời mưa xong lửa của ta tắt hết trơn rồi. Trời, lửa ơi, đừng tắt lửa. Chạy lên đi. Trời ơi là trời mấy bạn ơi, tức quá à. Cái con nhỏ thiên thần này làm phép thuật cho trời mưa xong bây giờ dập hết lửa của mình rồi các bạn ơi. Con nhỏ thiên thần kia, sao lần nào mà ta gọi là quậy phá ai thì ngươi cũng đến phá đám ta vậy hả? Hả? Ủa, thì tôi là thiên thần. Ủa, cậu có sao không vậy? Tôi không sao đó, cảm ơn tiên nữ hả? Trời ơi, tôi không phải tiên nữ, tôi là thiên thần nha. Tôi là thiên thần hả? Thiên thần hồi nãy giờ cái tên này cứ ăn hiếp tôi hoài luôn á. Thiên thần đừng lo, đã có tôi, cái tên gọi là ác quỷ nó yếu lắm, nó chỉ biết dọa người thôi. Vậy hả? Ta mà yếu hả? Trời ơi, tức quá mấy bạn ơi, lần nào mà mình đi quậy phá thì cũng gặp con nhỏ thiên thần này hết trơn á. Thiên thần là cái bọn gọi là mình ghét nhất trên đời này luôn bạn. Thiên thần suốt ngày cứ đi giúp đỡ người khác làm cái gì không biết, rảnh rỗi dở hơi quá, phải đi quậy phá như ta thì mới vui chứ, tại sao lại phải đi giúp đỡ? Ngươi rảnh đi, ngươi đi phá cái gì đó, ngươi rảnh mà có biết làm việc gì đâu đúng không? Đó đi, ngươi mới rảnh. Trời ơi, đi về nhà đây, khổ quá hà. Nhớ mặt ta đó, coi như là lần này ta chịu thua ngươi vậy. Nhưng không có lần sau đâu, ta đi đây. Liêu. Quỷ giỡn, ác quỷ giỡn. Trời ơi, tức quá mấy bạn ơi, con nhỏ thiên thần này lần nào nó cũng phá đám mình hết trơn á. Thôi bây giờ mình đi kiếm cái nhà khác để mình quậy tiếp nè. Ok, hello, chào người, mình là Sĩ Lê Anh nha, và chào các sĩ đô của mình. Ok các bạn ơi, thì hôm nay tôi sẽ làm video liên quan tới Minecraft nha mọi người. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video thôi. Ok. Mèo Simmy à. Mấy bạn ơi, mình đang thấy mèo Simmy đang ngồi ở trên dàn máy tính và đang quay video cho mấy bạn fan xem nè. Đây chính là thời cơ để cho phong cận ác
quỷ có thể quậy phá tiếp mấy bạn ơi. Mấy bạn hãy xem đây nha. Đang quay video hả? Để xem coi. Bây giờ thì mình phải tìm cái gì đó để mình quậy phá Simmy mới được. Mà quậy phá cái gì giờ ta? Để suy nghĩ coi, suy nghĩ coi. À, đúng rồi bạn ơi, mèo Simmy rất là sợ gián luôn. Vậy thì bây giờ chúng ta có thể thả gián vô trong nhà mèo Simmy để cho mèo Simmy sợ đúng không các bạn? Hay mà không phải thả một con đâu nha, mình sẽ thả khoảng 100 con gián vô nhà của mèo Simmy để cho mèo Simmy khóc luôn các bạn ơi. Quá hợp lý, hợp lý. Từ từ đợi mình tí nha. Ok, mình sẽ lén vào trong nhà nè, hình như mèo Simmy đang quay video các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ thả gián vô nha. Một con gián, hai con gián, ba con gián, bốn con gián. Ok, thả thật là nhiều luôn bạn ơi. À, để mình đóng cửa lại luôn để cho gián nó khỏi chạy ra ngoài. Đó, cho nhà Simmy đầy gián luôn. Trời ơi bạn ơi, bạn coi nè, nhà Simmy bây giờ biến thành nguyên một cái chuồng gián luôn bạn ơi. Đầy gián trong nhà luôn. Trời ơi, mình nhìn mình có thấy ghê á bạn, bạn coi nè. Mấy con gián nhìn nó đáng sợ, dễ sợ luôn á trời. Ok, thả ra, thả ra. Này thì mèo Simmy với chúng tôi hả? Này thì cho quay video hả? Mình sẽ thả gián. Ủa, có tiếng gì mà ghê dữ vậy? Ủa, cái gì mà toàn dán vậy trời? À, cứu tôi với! Ôi trời ơi, cái gì dán không vậy? Trời ơi, mắc cười quá bạn ơi. Có mấy con dán thôi mà cũng sợ nữa. Rồi, Sim ơi, sợ dán hả Sim? Cái gì vậy? Ngươi là ai vậy? Hả? Nhìn ta mà ngươi không biết ta là ai sao? Xin tự giới thiệu, tên chị là Sim. Chết cha, mình nhầm trời, cái bài đó dạo này hot quá, mình hát nhầm mấy bạn ơi. Xin tự giới thiệu với ngươi, ta chính là ác quỷ Phong Cận, đẹp trai như hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh địa ngục đây. Ha. Sao ngươi lại chịu hồi nhận con giá ghê tởm với đi? Ghê quá à. Trời ơi, thì tại sao ta lại gọi là thả gián vô nhà ngươi hả? Bởi vì ta là ác quỷ mà, ta phải đi quậy phá chứ sao. Ngươi coi nè, có con gián nó chui vô cái thùng PC của ngươi nè. Đó, rồi còn có con gián ha, nó chui vô tủ quần áo của ngươi, nó bu lên cửa, nó leo lên giường ngươi luôn nè. Ta sẽ biến cho cái nhà của ngươi trở thành một cái động gián luôn. Ha. Thả nè, thả nè, thả nè, thả nè. Cứu tôi với. Khóc cái gì mà khóc? Không ai cứu được ngươi đâu, khỏi mà khóc. Ha. Thấy chưa? Ủa, cái tiếng của ai mới vừa la ta? Hả? Là ta. Sao thiên thần? Lại là ngươi hả? Cái tên thiên thần xấu xí kia. Trời ơi trời, sao lần nào mà ta đi quậy phá là cũng gặp ngươi vậy hả? Cái gì mà xấu xí? Ta xinh đẹp này, ngươi mới gọi là xấu xí thì có gọi là thiên thần ác quỷ gì, anh ác quỷ gì đâu, thì gấu xấu quá à. Thiên thần? Gì mà thiên thần? Ta không có sợ thiên thần. Bây giờ nè, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của ác quỷ ta. Bây giờ ta sẽ triệu hồi ra 1000 con gián để cho mèo Simmy sợ chơi. Cũng phải làm mấy sợ chưa? Sợ chưa? Thiên thần ơi, giúp giúp tao với, tao sợ quá. Trời ơi, không lo, đã có tôi là thiên thần mà. Hừm, cái tên kia nhìn ta nè. Gì? Unbelievable, hô biết. À, trời ơi, cái gì vậy? Mấy con gián của ta. Trời ơi mấy bạn ơi, tức quá. Hey. Trời ơi, mấy bạn ơi, mấy con gián của mình thả ra từ nãy đến giờ để cho anh mèo Simmy, mà bây giờ cái tên thiên thần đáng ghét này đã làm biến mất hết mấy con gián của mình rồi. Trời ơi trời. Thôi được rồi, ta nói cho ngươi biết nè, cái tên thiên thần kia sẽ không bao giờ mà ta gọi là tha thứ cho ngươi, bởi vì cái tội là gọi là dám cản trở ta gọi là đi quậy phá đâu. Bây giờ ha, ta sẽ tiêu diệt ngươi, rồi ta sẽ ăn thịt mèo Simmy, rồi ta ăn thịt hết tất cả những người trong làng Hello Team này luôn. Trời ơi, sợ dễ sợ luôn, trời sợ quá, sợ quá. Trời ơi, ta nói ngươi biết nha, những kẻ xấu xa ác độc như ngươi sẽ luôn thua cuộc, còn ta, thiên thần sẽ luôn chiến thắng, hiểu chưa? Hả? Ngươi nói gì cơ? Thi chi... 3, 2, 1, giờ. Ngươi nói gì cơ? Chiến thắng á? Ta nói cho ngươi biết, ác quỷ ta đây có sức mạnh đến từ địa ngục, cho nên á là ta không bao giờ mà có thể thua cái bọn gọi là thiên thần yếu đuối như các ngươi đâu. Ai mèo Simmy hồi nãy còn dám gọi là ta gì ta cổ vũ cho cái tên thiên thần này hả? Bây giờ ta tiêu diệt thiên thần xong ha, ta sẽ bỏ ngươi vô nồi canh, ta nấu ngươi lên luôn, hiểu không hả? À, thiên thần ơi, cứu tôi với đi. Sao đã có tôi, đừng lo. Vậy hả? Vậy hãy tiếp chiêu của ta đây. Ôi, xem sức mạnh của ta nha. Ôi, sức bảo vệ mạnh của lửa. Đó, mấy bạn ơi, mày thấy ghê chưa? Mình tạo được nguyên cái dòng bằng lửa nè, ghê chưa? Hãy xem đây. Ủa, vậy? Làm gì đi? Cái gì vậy? Hay quá à. Ủa, tính ra là vòng bảo vệ kháng mọi thứ của ngươi, hiểu không? Đó, okay à? Là vô dụng. Tính ra là tao mới vừa phun lửa ngươi mà sao ngươi không bị vậy? Ôi, sức mạnh của lửa. Xa.
Trời... À, ngựa quá trời, gậy ngựa hả? Cái gì mà không đau vét vậy? Trời ơi mấy bạn ơi, vậy là mình thua cuộc rồi sao? Cái vòng bảo vệ của tên thiên thần này khỏe quá. Trời ơi trời. Wow, trời chị thiên thần hay quá chị ơi. Trời ơi, tất nhiên mà em. Rồi bây giờ để tôi gọi là thể hiện ra tay nha. Chổng mắt lên mà xem đi cái tên gọi là ác quỷ xấu xí kia. Hồ Tiên. Hay. Ôi, trời, cái gì vậy? Ừ. Mấy bạn ơi, hello. Mình đã bị nhốt rồi. Ê, thả ta ra, thả ta ra. Chạy được rồi. Ê, còn lâu mới bắt được ta nha. Ê, lên trời. Nhục kia. Trời ơi, ác quỷ dỗm. Ta đi đây, còn lâu ta mới để cho ngươi bắt được ta. Mày quá chạy kịp, trời ơi trời. Bây giờ mình sẽ bay về địa ngục mấy bạn ơi. Và chắc là có lẽ là lần sau mình sẽ quay lại cái ngôi làng Hero Team này để mình quậy phá tiếp. Chứ bây giờ hơi nguy hiểm rồi. Có cái tên thiên thần ở đây có vẻ là hơi nguy hiểm đối với mình mấy bạn ơi. Ok. Lần sau ta đến đây ta sẽ phá hủy luôn ngôi làng này luôn. Nhớ mặt ta đó. Ta về ta mét mẹ ta nè. Mẹ ơi, con đứa ăn hiếp con.